với những người mà cao tuổi mà lại mắc bệnh nền thì chế độ dinh dưỡng có gì khác và cần phải lưu ý ạ? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm. Vâng, chúng ta biết rằng người cao tuổi thì cũng là một đối tượng rất là nguy cơ mắc nhiều bệnh và hay bị các bệnh nền, có khi đi khám là một người có khi 2-3 bệnh kèm theo, và lúc đó thì cái hệ miễn dịch của cơ thể nó cũng suy yếu và cũng rất dễ bị mắc bệnh. Thế thì chúng ta biết rằng người cao tuổi vẫn phải đủ chất dinh dưỡng, nhất là nhiều người cao tuổi thì quan niệm là mình cao tuổi rồi mình ăn đơn giản thôi. Thực ra cái điều này không đúng, mà tôi quan sát thì người cao tuổi Việt Nam hay ăn đơn điệu quá và cái chế độ ăn hơi thiếu đạm. Mà chúng ta biết rằng người cao tuổi nếu mà ăn thiếu đạm thì cái khối cơ sẽ giảm đi, nhất là chúng ta thấy các cái cơ ở khu vực chân mà nó giảm đi thì sẽ đi yếu, mà bước chân yếu thì dễ hay là ngã, đúng không? Cho nên người cao tuổi là phải chế độ ăn là phải đủ đạm, mà chúng ta biết rằng đạm có nhiều trong thịt cá, trứng, sữa. Ví dụ mỗi bữa ăn thì người cao tuổi chúng ta cũng nên có khoảng 40-50 gram thịt cá, kèm theo có thể miếng đậu, hoặc chúng ta hôm nào ăn trứng thì chúng ta có thể ăn quả trứng kèm theo miếng đậu phụ nữa, rau xanh, quả chín thì chúng ta cũng vẫn phải ăn đầy đủ. Như vậy thì nó đủ chất dinh dưỡng hơn. Và người cao tuổi thì tôi khuyên là những bữa phụ chúng ta hiện nay mỗi bữa chính thì chúng ta không ăn được nhiều thì cũng nên mỗi ngày uống thêm 1-2 cốc sữa nữa. Những cái sữa mà cho người trưởng thành, người cao tuổi thì nó cũng được tăng cường các vi chất dinh dưỡng rất là tốt, rồi có thể sử dụng thêm các chế phẩm sữa chua cũng tốt. Và nếu người cao tuổi lại kèm theo các bệnh nền như tăng huyết áp, mỡ máu cao hay tiểu đường thì chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và lại kết hợp với nguyên tắc ăn cho các bệnh đó như tôi đã vừa mới nêu ở trên ạ. Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn,